Anh Thanh. Kìa em Hồng. Anh đang ngó mông gì đó? Anh đang ngắm nhìn. Nhìn gì? Anh nhìn lúa sớm đơm bông lá ngọn trong sương, mà lòng anh dâng lên một niềm vui không tả. Nhìn cánh cò bay lá đà trước gió, mà ngỡ vạt áo trắng người yêu phất phơ đầu ngõ. Anh ước mong giờ phút này được gặp em để tỏ bài tâm sự. Thì bỗng nghe bước chân đi nhẹ nhàng trên cỏ, khi quay nhìn lại sau lưng thì quả đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu? Một tay thì em xách chiếc lồng chim, còn tay kia xách giỏ rau dừa. Em đi kiếm anh để nói với anh một chuyện, sau khi vừa mới ra thăm ruộng thấy đám rau dừa non thiệt là non, em hay để trưa chấm với mắm đồng. Em thật đúng là một cô gái quê kiểu mẫu. Anh khen tặng quá lời làm cho em mắt đi cờ. Sáng hôm nay mặt trời lên đẹp quá, sương lắm đỏ ngõ chưa tan, đã có tiếng hò theo gió đưa sang. Hồng ơi, em mang theo chiếc lòng che sân xanh sân đỏ, đôi má em hay hay như ánh mặt trời lên sao mai nhà tranh nho nho đồng sương mờ. Anh ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này, con sao em nuôi mới vừa học nói, em dạy vợ lòng ba tiếng chị Hồng ơi. Nhìn em rỡ ràng với nụ cười tươi, đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, anh nghe lòng mình xao xuyến một niềm vui, như muốn chan hòa theo mùi hương lúa chín. Lúa anh chín thì lúa em cũng trổ đồng đồng rồi chứ bộ. Thì anh có nói gì đâu, mà lúa anh là lúa ngắn ngày mà. Anh xem kìa, gió thoảng hơi sương sương bay trong gió, bông lúa thơm thơm lá lá trên đồng. Bông lúa đưa hương hay tóc của em đượm ngát hương nồng. Tặng cho anh con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi nó từ vào cuối mùa thu. Mỗi khi đi ruộng về, anh đứng trước lồng tre nhìn con sáo nhỏ đang rìa lông tập nuôi. Mỗi khi nhớ tới em, anh hãy nghe nó và bắt chước giọng người với tiếng. Hồng nè. Dạ. Con sáo nó gọi chị Hồng ơi, thì tại sao em không dạy thêm cho nó nói rằng ba tiếng anh thanh hỡi. Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Phải nhớ đến Hồng chứ đừng
ơi em là người mẫu mực, em là gái giỏi giăng siêng năng, hết thảy bà con lối xóm xa gần ai cũng đều mến thương. Anh nhớ mình em cũng đầy đủ lắm rồi, anh phải còn nhớ ai? Anh Thanh ơi, mới hồi khuya hôm qua khi em vừa cho tầm ăn xong á, thì má kêu em lên nhà trên má hỏi. Má hỏi sao? Má hỏi vậy cho thằng Thanh con anh Nam Ngữ á, mày có ưng nó hay không thì trả lời ngay để tao trả lời với ảnh. Để anh nhờ mỗi mai qua đây lo việc hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Rồi em trả lời sao? Em đứng ngay lâu rồi cái em nói. Em nói gì? Dạ con bằng lòng. Hên quá. Bằng lòng mà cũng làm cho người ta hết hồn à. Rồi cái má nói. Má, nhưng mà điều má ai? Thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ. Vậy chứ sao? Rồi cái má nói. Hồng à, con răng lo ruộng rễ xong xuôi đặng còn lo sắm Tết, mà cái Tết năm nay là cái Tết Quy Hoàng. Một cái Tết Quy Hoàng. À, anh biết rồi mà em. Ủa, mà hai đứa mình bữa hổm có nói là cuối tháng chạp này mới làm lễ cưới mà. Chứ sao? Hồng à, anh sẽ nhờ dì Tư Thình đại diện bên trai. Còn em thì có cậu Ba Mẹo làm chủ hôn bên gái. Nhưng anh sợ nhất là một chuyện. Chuyện gì vậy anh? Là má em, bà ăn ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài đen nè, rồi đổi khứa cá kho. Trời ơi, coi nó kẹt quá em à. Cái gì mà kẹt? Nè, em nói anh nghe nè, muốn được vợ thì phải chịu cực chịu khổ, bực mình chút đỉnh, mắc cỡ gì. Anh biết vậy rồi. Thương nhau chẳng ngại gian nan, huống chi những chuyện con tầm thường.